Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương mục Sức khỏe 365. Thưa quý vị, nhồi máu cơ tim là bệnh lý tim mạch thường gặp ở các nước phát triển và cả các nước đang phát triển như ở Việt Nam. Mặc dù tỷ lệ tử vong do nhồi máu cơ tim có giảm hơn so với trước đây nhờ những tiến bộ về chẩn đoán và điều trị, tuy nhiên hậu quả và biến chứng sau nhồi máu cơ tim vẫn là một vấn đề đáng lo ngại. Ngay sau đây, xin mời quý vị hãy cùng các bác sĩ tìm hiểu nhồi máu cơ tim là gì và cách xử trí như thế nào là hợp lý nhất. Vâng, đầu tiên thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa bác sĩ có thể cho biết nhồi máu cơ tim là gì và những nhóm đối tượng nào thì có nguy cơ cao mắc căn bệnh này ạ? Nhồi máu cơ tim nó là một cái thuật ngữ y khoa để thể hiện là cái mạch máu để nuôi quả tim nó bị tắc, khiến cho một cái vùng tim không có máu để nuôi và từ đó gây ra các cái biến chứng nặng nề, ví dụ như suy tim, rối loạn nhịp và thậm chí là tử vong nếu như không được điều trị kịp thời. Là một cái bệnh thường xuyên gặp ở những độ tuổi bắt đầu xuất hiện từ trung niên. Đây là cái độ tuổi mà nó xuất hiện cái tình trạng sơ vữa mạch vành diễn ra là mạnh mẽ. Và nếu như có một biến cố nào, ví dụ như khi gắng sức hoặc là khi lo lắng, khi stress, thì nó xuất hiện tình trạng nứt vỡ của cái màng sơ vữa trong mạch máu và từ đó dẫn tới nhồi máu cơ tim. Tuy nhiên, theo gần đây khi mà trong quá trình theo dõi của chúng tôi thì thấy rằng cái tỷ lệ bệnh nhồi máu cơ tim nó đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì đối với căn bệnh nhồi máu cơ tim thì có những cái triệu chứng biểu hiện ra sao ạ? Triệu chứng tiêu biểu và nổi bật nhất của nhồi máu cơ tim đó chính là cái đau ngực. Lúc này đây là một mình gọi là đau ngực, một cơn đau thắt ngực điển hình là một cơn đau ở cái vùng trước tim, nó có thể lan ra sau lưng, lan lên cằm hoặc là lan ra cánh tay trái. Kèm theo cái tình trạng đau ngực đấy, bệnh nhân có thể có cảm giác nặng tức ở cái vùng ngực, cảm giác như là gần như là sắp tử vong, đe dọa, hoặc là kèm theo là có thể là bệnh nhân biểu hiện vã mồ hôi, khó thở, suy hô hấp, hoặc là bệnh nhân có thể không bắt được cái mạch và kèm theo là biểu hiện vã mồ hôi, lo lắng, hoặc là tụt huyết áp, hoặc là bệnh nhân kèm theo dấu hiệu khó thở, thì anh chị nên lập tức đưa người bệnh tới một cái cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì bác sĩ có thể cho biết là hiện nay thì chúng ta có những cái phương pháp điều trị cụ thể như thế nào đối với căn bệnh này? Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật thì hiện nay chúng ta đã có những phương pháp rất là hiệu quả để điều trị nhồi máu cơ tim. Cái điều phương pháp mà đầu tiên và tiên tiến nhất phải nói đó chính là phương pháp điều trị can thiệp qua da. Có nghĩa là khi mà bệnh nhân có một tình trạng tắc mạch vành thì các bác sĩ sẽ đưa những cái ống thông rất là nhỏ vào tới từng tim và tái thông của cái mạch máu đấy. Sau đó thì chúng tôi sẽ tiến hành đặt một cái khung giá đỡ kim loại hay mình gọi là stent mạch vành qua ở vị trí tắc nghẽn để đảm bảo tình trạng tái thông cho mạch máu. Đó là cái thứ nhất. Thì ở một vài cơ sở khác, nếu như mà không có cái tình trạng mà can thiệp đặt stent được thì các bác sĩ có thể tiến hành sử dụng một số loại thuốc mình gọi là thuốc tiêu sợi huyết để giúp cho tiêu hủy cái khối máu mà tắc nghẽn mạch vành. Và cuối cùng thì dù là điều trị tiêu sợi huyết hay là cái điều trị cái tắc nghẽn mạch vành đấy thì cái việc điều trị nội khoa trong nhồi máu cơ tim nó vẫn là cái điều trị nền tảng và cơ bản. Ngoài ra ở một vài các cơ sở khác có các đơn vị hệ ngoài thì chúng tôi có thể điều trị nhồi máu cơ tim bằng những phương pháp phẫu thuật. Và một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Những người bị nhồi máu cơ tim thường có các triệu chứng như đau thắt ngực với biểu hiện nặng tức, bóp nghẹn ở sau xương ức. Cơn đau có thể kéo dài từ 5 đến 7 phút hoặc nhiều hơn. Được đầu tư hệ thống máy móc hiện đại như máy siêu âm tim và mạch máu 4D, máy chụp cộng hưởng từ 1,53 Tesla, máy CT 768 lát cắt, hệ thống máy DSA chụp mạch vành với cánh tay robot Artis Veno. Trung tâm tim mạch, hệ thống bệnh viện đa khoa Tâm Anh tiếp nhận và điều trị cho người bệnh bị nhồi máu cơ tim cũng như các bệnh lý tim mạch khác. Phác đồ điều trị xây dựng cá thể hóa đem lại hiệu quả cao trong việc cải thiện triệu chứng và phòng ngừa biến chứng nguy hiểm, nâng cao chất lượng sống cho người bệnh. Nhồi máu cơ tim là căn bệnh nguy hiểm có thể dẫn đến tử vong. Do đó, quý vị hãy tìm đến sự trợ giúp của các bác sĩ ngay khi có những dấu hiệu bệnh lý để được điều trị nhồi máu cơ tim tối ưu nhất. Đến đây thì thời lượng của chương mục Sức khỏe 365 của chúng tôi ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai. Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh hân hạnh đồng hành cùng chương trình.